năm mươi hội. Ông mà mai xuống để thở lên nào. Thở lên. Đã chuyển sang trung tâm thành phố. Sợ chưa? Sợ chưa? Hay suy nghĩ thở và vợ chơi nhiều. Là không chăm lo việc con cái. Chúng ta sẽ sau nó rất nhiều đấy, nhưng mà cưng người ta nói là phụ nữ thì không bao giờ là không bao giờ là hài lòng cả. Nghĩa là từ đó không phải lo lắng lắm cái chuyện đấy, không bao giờ chúng ta chuyển sức, chúng ta không thể làm đáp mà mua sữa ấy. Để chơi cho nên là ngại, chả vào muốn bảo ai. Mai đi ra. Để lùa bác. Để lấy ai rồi mà. Lấy chơi thì chứ. Mai đi ra. Lần đầu tiên gặp vợ chồng bạn đấy, như thế là cái làm là nhà vốn quay rất là dễ cười đi cười đi cười đi mặt như thế đó là nhảy đó quay đó nhiều nó nhảy đó chung đứa nhỏ chơi cái mặt cứ thử đi tìm xem qua bằng không cười đi chơi nhảy cô chị nha anh cười tươi lên đi cùng với vợ chồng mình và chúng tôi rất muốn bạn sẽ vượt qua chúng tôi anh xuống này đầu tiên vừa trước bạn đã chuyển xuống này, không nhảy nữa. Từ nào có thể trong câu ca ra sau. Ai đó. Đó. Chơi nghịch nghịch thôi. Nên không được chú chỉ. Chơi nghịch nghịch. Hắn phải có cái gì chứ? Ông vào theo chú Nguyễn. Mọi người đây. Có sự kiểm soát. Đồng thời cũng là nghệ nhân. Thôi thôi thôi. Nó cháy. À nào